Đi chơi vậy là không có tắm rửa gì hết rồi. Chắc là hôm nay vui quá. Rồi, bên mấy con nha. Rồi, bên mấy con. À, chú ơi. Hả? Sao con? À, con có bên Nouvelle. Bên Nouvelle là một tin vui. Hỏi con biết thi pháp luôn. Dạ. Sao? Con thì con tìm được ba rồi đúng không? À, dạ, dạ không phải. Con có việc làm rồi. Con có việc làm? Dạ. Thôi, felicitations cho con nha. Dạ. Là bằng thi pháp là chúc mừng con đó. Dạ. À, chỗ đó trả cho con nhiều tiền lắm. Thì với hả? Lại cho con chỗ ngủ nữa. Ồ. Dạ, ngày mai con làm luôn á chú. Vậy là mai con với Tâm Anh sẽ đi hả? Dạ. Thôi, chúc mừng con lần nữa nha. Dạ. Bên Nguy con. Dạ. Bên Nguy chú. Ừ, bên Nguy. Hai chị em đi cẩn thận nha. Dạ, dạ. Mà chừng nào mà rảnh đó là phải quay lại đây đó để thăm anh chị đó nghe không? Dạ, tụi em biết rồi. Ừ. Tâm Anh, Tâm Ý. Ủa, tụi em đi liền bây giờ hả? Dạ, tụi em đi giờ luôn á chị. Thôi, như vậy thì buồn lắm, tụi chị còn chưa mời em thịt nướng nữa. Sao mà gấp quá vậy? Anh chưa kịp làm gì luôn á. Tính làm gì? Thì làm thịt nướng đãi tiệc chia tay mấy đứa nè. Có tiền không? Thì nói chứ Julian ra chứ trong nhà không lẽ không không à, đúng rồi. Thôi, thôi, thôi đi 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 trong nhà với nhau không à. Thôi chờ anh chị em đi nha. Ờ anh Ý nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tụi con không biết nói sao đây cảm ơn chú nữa. Merci beaucoup. Tụi con nhất định sẽ trả ơn chú. Thôi không cần đâu. Hai đứa đi cẩn thận nha. Dạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tạm biệt Tâm Anh nha. Tạm biệt chú. À, hay là bây giờ nếu hai đứa không ngại á thì ở lại đây nha. Dạ. Ngủ đi. Dạ. Ngon không? Ừ. Ngon quá chú ơi. Ngon thiệt không? Dụ tiếp đi. Rồi. Hai đứa đi đi nha. Con sẽ nhớ chú lắm. Con mong được gặp lại chú. Chú cũng nhớ con lắm đó. Nhớ con lắm. Thôi, hai chị em lên đường mạnh khỏe nha. Dạ. Chào chú. Sẽ gặp lại chú Julian mà. Chị ơi, chỗ chị làm có cách xa chỗ này quá không chị? À, chỗ chị hả? Thì bây giờ mình mới đi tìm mà. Dạ. Sao sao chị lại nói dối mọi người? Thì bây giờ tìm trước sau gì cũng có à. Tin chị nha. Cố lên. Sao chị lại nói dối mọi người chứ? Ờ, nếu bao ăn bao ở thì không được nha em nha. Chị xin lỗi em. Em cảm ơn chị.
anh. Chị đã nói là không có được lượm đồ dưới đất ăn rồi mà. Em xin lỗi, tại em đói. Thôi chị đi vệ sinh chút, em đi không? Dạ không. Nè, vậy thôi cầm giùm chị cái này nha. Chị đi rồi chị đi ra liền. Dạ. Tâm Anh nhớ là không có được đi đâu nha. Dạ em biết rồi. Tâm Anh, nhớ là không được đi đâu nha. Dạ. Sai rồi đó. Anh đi nha. Đói bụng quá. Tưởng là chú Julian chứ. Chị. Chị ơi. Chị ơi. Ủa, chị đi đâu vậy? Cô đi kiếm cái đứa bé mà đi chung với cô phải không? Dạ đúng rồi cô. Cô thấy nó hả cô? Trời ơi, hồi nãy tôi thấy nó đi theo ông Tây đi chạy ra đường lớn kìa. Nó đi đường hả cô? Đúng rồi. Chết rồi. Cô cảm ơn cô nha. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Em đâu rồi Tâm Anh? Anh ơi. Sao em? Anh cho em hỏi, anh có gặp cái bé nào nó cao chừng này mà áo caro màu xanh không anh? Không không em ơi. Chú ơi, chú có thấy em con tới đây không chú? Em nào? Từ bé mà đừng chú tới đây với con hả chú? Không có thấy. Tâm Anh ơi. Anh ơi, anh có thấy, anh có thấy em gái của em nó qua đây không anh? À, là em nữa hả cô bé? Anh có thấy? Không thấy em ơi. Dạ, đổ bao nhiêu vậy anh? Cái gì? Sao mà lạc Tâm Anh được? Em cũng không biết nữa. Mọi người giúp em tìm Tâm Anh. Rồi, mọi người ơi, bây giờ mình cố gắng giúp Tâm Ý tìm Tâm Anh nha. Có cái áo nào của Tâm Anh đưa cho chị. Chị dắt Henry đi đánh mùi tìm Tâm Anh cho lẹ. Hay quá em ơi, hay quá. À phải, cho anh hửi để anh tìm Tâm Anh chứ. Hửi lẹ đi, em nhớ mùi chưa? Mọi người, chúng ta phải quyết tâm tìm cho được Tâm Anh. Yeah. Let's go. Hửi đi, Henry. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Tâm Anh. Tâm Anh. Trời, Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Hửi mùi Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Tâm Anh. Chị ơi.
Tâm ơi, hôm nay thời tiết đẹp quá ha anh, hay là mình đi biển đi. Em nói cái gì vậy? Mình đang đi kiếm Tâm Anh mà. Mà hôm nay thời tiết đẹp thiệt ha, mình phải đi biển là hết sảy luôn á. Thôi nhưng mà không được, mình phải đi tìm Tâm Anh. Anh thấy không cần đâu, Henrik tìm được rồi, mình đâu có cần đi tìm. Ờ ha, đúng rồi á. Vậy thì còn chơi gì nữa, chúng tao thẳng tiến. Ngửi mùi Tâm Anh nè Henrik ơi. Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh, màu đỏ đi, màu đỏ đi, Tâm Anh. Đẹp quá à, cái này giảm 30% hả em? Dạ đúng rồi. Ôi, ê, giảm cái này cho chị 40% đi. Không được chị ơi. Đi, giảm 40% đi. Dạ không được chị ơi. Tâm Anh ơi, Tâm Anh, em khu bên này sale nhiêu vậy bé? Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, tội nghiệp con bé, qua giờ nó chưa ăn gì hết á, chắc là nó đang đói lắm. Tâm Anh, chị Tèm ơi. Dạ. Chị ơi, chị ơi. Thôi ăn sáu mì lòng. Chị đủ cô giáo mới sao mà bạn mình ơi. Cô giáo gì mà cô giáo, lừa đảo thì có. Ừ. Lừa đảo gì, ai mà lừa đảo nói bạn chứ. Hôm bữa tôi đánh nhau với tụi bá Sơn, nhưng đâu bá xuất hiện nhảy vô can, rồi bà bị một thằng vô tình đánh trúng mà bị nhẹ thôi à. Rồi xong bà về bà trang điểm cho vết thương bự vậy nè, để tôi cảm thấy có lỗi á, bạn hiểu không? Chắc chắn trong vòng một tháng nữa bà sẽ bị đuổi việc. Không ăn ở đâu? Chưa ăn hết rồi mà. Tính tiền anh ơi, tính tiền cho bạn em nào. Dạ, có anh 70 rồi. À dạ. Giờ anh gửi anh. Cảm ơn anh. Dọn bàn em ơi. Chị ơi, chị ơi, Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Không được rồi, không được rồi. Mình mà cứ đi dậy hoài á là con sẽ bị xỉu á. Hay là mình đi ăn gì trước nha. Nha. Tâm Anh nó nhìn đói cả ngày, sao con ăn được ấy chứ? Tâm Anh mà đói là thế nào nó cũng xẻo. Cô bình tĩnh, bình tĩnh. Con phải làm sao hả chú? Tâm Anh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi ra đây, ngồi đây. Bình tĩnh xíu. Chú hứa sẽ đi tìm được Tâm Anh mà. Con đợi chú đây xíu, để chú đi mua nước nha. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa hai tô phở thiệt ngon nha. Tâm Anh ơi, 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 em ở đâu rồi? Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi.
Ba ơi, con phải làm sao đây ba? Con đã làm mất Tâm Anh rồi. Ba đã dặn con là phải chăm sóc tốt cho em. Vậy mà con đúng là vô dụng mà. Con phải làm sao đây hả ba? Lần sau con bỏ đi như vậy nữa là chú giận luôn á. Con xin lỗi chú. Điều quan trọng nhất là con phải chăm sóc cho Tâm Anh cho tới khi gặp ba. Vậy mà con đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Chắc là con phải phiền chú cho tới khi con có việc làm. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.